Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 439 QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an. Theo quyết định, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký 22 tháng 5 năm 2024. Tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 5 năm 2024, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước đối với Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Với 472 trên 473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.